Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 12 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn ăn chia 2 triệu token Sana này bạn từ mạng XDAI nha bạn. Thì bạn nào có làm dự án này vào các bạn kiểm tra coi mình có đủ điều kiện để claim airdrop không các bạn. Thì thông số mạng XDAI mình có để phần link mô tả dưới video cho các bạn. Các bạn chỉ tích hợp vào mạng MetaMask các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào một ZSS này bạn, các bạn copy link này nè bạn. Vì mình đã tích hợp trên mạng token Pocket các bạn. Rồi trên MetaMask các bạn tích hợp vào thì các bạn chọn mạng XDAI nha các bạn. Rồi sau đó các bạn chọn vào một decoder nè các bạn. Các bạn dán đường link các bạn claim vào nè các bạn. Rồi các bạn connect thôi các bạn. XDAI chain mainnet. Rồi thì những bạn nào có đủ điều kiện thì các bạn nhấp vào một claim các bạn. Vì mình không có đủ điều kiện nữa các bạn. Thì để claim được thì các bạn cần phải có một chút phí ra XDAI chain các bạn. Thì mình có để link rồi để cho các bạn claim miễn phí tôi cần XDAI các bạn. Thì các bạn cũng vào một asset nè. Các bạn copy địa chỉ XDAI chain của mình nha các bạn. Là cái địa chỉ ai thác trên YouTube Connect của các bạn đó. Các bạn copy địa chỉ xong xuôi thì các bạn nhờ vào cái link claim này các bạn. Mình xui quá, mình chưa quay các bạn ơi. Rồi sau khi vào thì nó có hai dòi là một claim là mạng XDAI chain và Mantis Network các bạn. Polygon thì các bạn nhấp vào một XDAI chain này các bạn. Rồi các bạn dán cái địa chỉ XDAI chain của các bạn vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào request XDAI chain airdrop nè. Rồi các bạn nhập captcha nha các bạn. Các bạn đưa captcha xong thì các bạn bấm vào submit các bạn. Ok, vì mình đã được phía ra của XDAI chain nha các bạn. Nên qua coi nó dậy chưa các bạn. Hồi nãy mình đã 0.1. Genesis. Ok, sau đó thì các bạn sẽ nhận được một chút phí ga để bằng claim các bạn. Vì mình đã claim cũng nhiều lần lắm, mình được 0.01 tốc cần với đây chen các bạn. Ok, video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.